Tiếp theo đó, nếu đã có vợ rồi mà khi thấy nữ giới xinh đẹp vẫn nổi lòng tham muốn, thích thú thì có mang nghiệp hoặc phạm giới không? Vì giới thứ ba chỉ đề cập tới các hành vi sai trái trong các dục chứ không phải suy nghĩ. Thưa quý vị đó, khi mà nói về giới thì tôi luôn luôn nói một điều như thế này. Không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp. Nhé, không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp. Cho nên á, cái việc mà chúng ta tạm gọi là ngoại tình tư tưởng đó, có nghĩa là chúng ta suy nghĩ về một người khác ngoài vợ, ngoài chồng của mình, hoặc cũng có thể nói là đồng sàng dị mộng. Nhưng mà có một số thì không tới cái mức độ đó, nhưng mà vẫn còn ưa thích đối với người phụ nữ khác hoặc là người đàn ông khác ngoài vợ, ngoài chồng của mình. Tuy nhiên chưa đi đến cái mức là quan hệ nam nữ với nhau thì vẫn không tính là phạm giới. Dù cho, sẽ nói dù cho đi chơi với nhau, nắm tay nhau, ôm hôn nhau, nhưng mà không đi đến bước cuối cùng đó thì vẫn không tính là phạm giới, huống chi là trong suy nghĩ. Cho nên nói về việc phạm giới hay không thì sư khẳng định là không phạm giới. Nhưng mà sư nhấn mạnh thêm một điều nữa, đó là chúng ta phải hiểu không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp. Chúng ta vẫn tạo nghiệp, chẳng qua là chúng ta không phạm giới thôi. Ha. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, một trong những điều kiện mà hai người vẫn tiếp tục làm vợ làm chồng với nhau ở trong đời sau kiếp khác, đó là đời nay đó, người vợ người chồng đó phải chung thủy, không có ngoại tình, không suy nghĩ đến, dù là trong tư tưởng cũng không suy nghĩ đến người đàn ông hoặc người đàn bà nào khác. Có nghĩa là nếu như mà chúng ta thật sự quý trọng cái người bạn đời của mình ấy, chúng ta không muốn là lấy bất cứ ai khác ngoài người vợ người chồng của chúng ta, nếu như chúng ta thật sự mà yêu thương, muốn đời đời kiếp kiếp theo đúng nghĩa đen là vẫn tiếp tục làm vợ làm chồng của chúng ta, thì chúng ta không, thậm chí trong suy nghĩ cũng không suy nghĩ về một người nào khác ngoài vợ hoặc chồng của mình. Đó là điều kiện cần thiết. Còn nếu như chúng ta suy nghĩ đến người vợ người chồng khác, người khác ngoài vợ ngoài và chồng của mình ấy, thì xin thưa là sau khi thân hoại mạng chung, kết thúc tuổi thọ này rồi, rất khó, rất khó, rất khó để mà chúng ta lại tiếp tục làm vợ làm chồng của nhau. Có nghĩa là kiếp này đó, do nhân duyên thì chúng ta là vợ chồng thôi, nhưng mà sau khi thân hoại mạng chung thì đường ai nấy đi. Ha. Còn về cái vấn đề mà tạo nghiệp đó, nghiệp nặng hay nghiệp nhẹ thì cái nghiệp này thuộc về cái phạm trù là nghiệp nhẹ. Nghiệp nhẹ không phải không tạo nghiệp nha, nó vẫn là ác nghiệp nha. Nó vẫn là nghiệp bất thiện, nghiệp bất thiện. Và nó sẽ dẫn chúng ta đi luân hồi. Và trong dòng luân hồi thì đương nhiên không thể tránh được các cảnh giới sa đọa như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bởi vì chúng ta đang sống trong cái tâm ái nhiễm thì nó là cái nghiệp bất thiện. Đấy. Tuy nhiên đó, xét xét trong cái bình diện đó, xét trong bình diện cái gọi là các cái sự thăng cấp của nghiệp á, thì cái chuyện suy nghĩ về một cái người khác giới thì cái nó vẫn tạo nghiệp bất thiện thôi, nhưng mà cái nghiệp đó nó sẽ nhẹ hơn, nhẹ hơn là vì chúng ta nhìn nhắm người khác giới. Rồi cái việc chúng ta nhìn nhắm người khác giới đó, nó vẫn là nghiệp bất thiện. Và cái nghiệp bất thiện đó nó sẽ nhẹ hơn là cái việc chúng ta nói chuyện với người khác giới, giao tiếp với người khác giới bằng cái tâm ái nhiễm. Và cái việc giao tiếp với người khác giới đó bằng cái tâm ái nhiễm đó, nghiệp nó sẽ nhẹ hơn là chúng ta đụng chạm, tiếp xúc bằng cơ thể với người khác giới. Và cái việc tiếp xúc đụng chạm cơ thể với người khác giới, nghiệp nó sẽ nhẹ hơn cái việc là
quan hệ khóa tính, có nghĩa là quan hệ nam nữ. Và nói theo cái chiều ngược lại đó, thì cái chuyện chúng ta quan hệ nam nữ đó, cái nghiệp nó tạo nghiệp bất thiện nha, và cái nghiệp bất thiện đó nó sẽ nặng hơn cái việc là chúng ta chỉ xúc chạm bên ngoài. Và cái việc chúng ta xúc chạm bên ngoài đó, nó sẽ nặng hơn cái việc cái nghiệp á, là chúng ta nói chuyện với người khác giới bằng tâm ái nhiễm. Rồi cái việc mà chúng ta nói chuyện với người khác giới bằng tâm ái nhiễm đó, cái nghiệp nó sẽ nặng hơn là chúng ta nhìn người khác giới bằng tâm ái nhiễm. Và cái việc chúng ta nhìn người khác giới bằng tâm ái nhiễm đó, nghiệp nó sẽ nặng hơn là cái việc chúng ta suy nghĩ về người khác giới bằng tâm ái nhiễm. Đấy, đó là các cái tầng nấc của việc là nghiệp nặng hay nghiệp nhẹ.